Thưa quý vị, Bộ Công an dự kiến định danh số nhà và căn hộ chung cư để xác định mỗi người đang sở hữu bao nhiêu bất động sản, qua đó giúp minh bạch thị trường bất động sản. Đây là nội dung được đề cập trong buổi ký hợp tác giữa Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số vào ngày 21 tháng 10 vừa qua. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cho biết phía Bưu điện có sẵn thông tin về số nhà, cảnh sát khu vực có dữ liệu về hộ khẩu và Bộ Công an còn có dữ liệu về dân cư và giấy tờ nhà đất. Qua đó sẽ phối hợp cùng Bưu điện để liên thông dữ liệu, qua đó định danh số nhà. Bộ Công an kỳ vọng kế hoạch này được triển khai sẽ tiết kiệm nhiều chi phí cho nhà nước khi tận dụng được dữ liệu có sẵn, không phải chờ làm sạch dữ liệu về bất động sản. Đây cũng là giải pháp để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về lập lại trật tự, khắc phục những bất cập với công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải. Đại diện cho biết thêm, Bộ Xây dựng cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì việc xây dựng dữ liệu về số nhà, nhà ở. Bộ Công an sau đó sẽ dựa vào đó cùng với thông tin thu thập được từ Ủy ban Nhân dân các cấp để định danh số nhà. Và hiện tại thì cách thức định danh số nhà vẫn chưa được công bố.